Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên có bạn comment đấy là: content có vẻ hơi ngộ nhưng anh có thể lên video về một số điện thoại nhỏ gọn hay không? Hồi nhỏ dùng Galaxy E quen rồi nên là giờ muốn sắm một con điện thoại size vừa nhỏ so với đại đa số bây giờ. Thực ra là mình thấy là content này rất là hợp lý chứ không phải là ngộ gì đâu bạn ạ. Nghĩa là bạn đang hỏi một cái nhu cầu rất chính đáng bây giờ, bởi vì là không phải là không có người nào quan tâm tới điện thoại màn hình nhỏ đâu, mà vẫn có rất nhiều người quan tâm tới điện thoại màn hình nhỏ. Chẳng qua ví dụ như là ông Apple là bây giờ là ông ấy bỏ đi điện thoại màn hình kích thước 5,4 inch rồi. Đấy là bé nhất bây giờ chỉ là 6,1 inch thôi. Còn tất nhiên mấy con SE mà 4,7 inch thì không nói làm gì nhá, bởi vì nó cũng ra mắt từ năm 2022 rồi. Đấy. Thế thì cá nhân mình nghĩ là như này. Nếu như bạn muốn mua điện thoại cũ đi, không lăn tăn cái chuyện là cũ hay mới, thì 13 mini vẫn là con điện thoại màn hình bé mà cá nhân mình đánh giá là ok nhất. Nếu mà so với 12 mini thì nó có một số những sự thay đổi. Ví dụ như là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB rồi. Cái này cũng rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa là cái pin của nó cũng tốt hơn nhiều so với 12 mini rồi. Và tất nhiên những cái thứ khác mà nó hơn, ví dụ như là cái form thiết kế mới hơn này, cái hiệu năng tốt hơn, cái camera ngon hơn, cái thứ là đấy là những cái thứ mà nó hiển nhiên nó phải hơn rồi. Và cá nhân mình nghĩ là bạn đăng từ Galaxy E mà bạn chuyển lên iPhone 13 mini thì mình cảm thấy là nó rất là thoải mái luôn, thậm chí cái trải nghiệm về kích thước màn hình nó còn sướng hơn ý. Đấy, còn nếu mà bạn không lăn tăn cái vấn đề về chuyện là cũ hay mới và cũng là một người mà có điều kiện một chút, thì cứ những cái con điện thoại màn hình bé cỡ tầm khoảng 6,1, 6,2 inch là bạn mua là hợp lý rồi. Ví dụ iPhone có thể có là iPhone 16 và Samsung thì sẽ có Samsung Galaxy S24. Hai con này mình đều đánh giá rất ổn nếu như bạn thích điện thoại màn hình bé. Còn tất nhiên hai con này thì là giá là cũng là giá cao rồi. Nhưng nếu mà bạn không có quá nhiều tiền đi thì mình nghĩ là một chiếc iPhone 13 cũng là một cái sự lựa chọn không tồi. iPhone 13 là một sự lựa chọn mình nghĩ là hợp lý đấy. Đấy, nếu như không thể cố được lên những dòng iPhone nó cao hơn, bởi vì chính vì việc là bạn không ghi là cái giá mà bạn có, mà nghĩa là cái tài chính của bạn là bao nhiêu, nên là tư vấn nó sẽ hơi khó ở cái chỗ đó. Đấy. Nhưng mà rõ ràng là mình nghĩ là nếu mà là mình đi, mình sẽ mua con 13 mini, nó vừa rẻ, nó vừa tiết kiệm. Đấy. Còn tất nhiên có điều kiện thì không nói làm gì nhá. Rồi, và trước khi bước vào câu hỏi tiếp theo ấy, thì hiện tại là Cellphone S đang có chương trình đặc quyền S-Student, tựu trường lên điêu chiến. Các bạn học sinh sinh viên trên toàn quốc sẽ được giảm tối đa thêm đến 10% giá trị sản phẩm, được hỗ trợ thu cũ đổi mới, trợ giá là 5 triệu và hỗ trợ trả góp 0%. Các bạn chú ý nhé, là kể cả video này có được tài trợ bởi Cellnet hay chăng nữa, nhưng mà riêng về vấn đề trả góp ý, đặc biệt là đối với các bạn học sinh sinh viên, thì chúng ta phải cân đối được tài chính, đi làm thêm cân đối được thì hãng trả góp, còn nếu không là không nhé, anh em thoải mái cái điều đấy, được chưa? Và thời gian áp dụng là đến tận cuối tháng 10 này cơ, nó cũng rất là dài, anh em có thể tham khảo. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các bạn hỏi là: chào anh Dương, sắp tới sinh nhật vợ em muốn mua iPhone tặng vợ, tầm giá 20 triệu thì mua máy nào? Em đang phân vân mua máy mới hay là máy cũ ạ? Thì thực ra là mình nghĩ là nếu mà là sinh nhật nhá, thì nên ưu tiên mua máy mới tinh hơn. Đấy. Cách đây khoảng 3 năm thì mình cũng mua tặng vợ mình sinh nhật, thì lúc đấy là mình tặng cái iPhone 13. iPhone 13 thì ra mắt vào tháng 9, sinh nhật vợ mình vào giữa tháng 10. Thì mình cũng mua cho vợ mình một cái iPhone mới tinh để mà tặng vợ. Đấy. Còn vừa rồi thì vợ mình muốn lên đời iPhone. Thì lên đời cũng không phải là cái dịp gì, cũng không phải là dịp sinh nhật, cũng không phải là cái dịp gì cả. Thì mình ưu tiên mình mua cũ đấy, mình mua lại cái iPhone 15 Pro Max của thằng Kha cho vợ mình đấy. Đấy, bởi vì vợ mình cần bộ nhớ trong nó cao thì lúc ấy mình mua cũ. Thì với cá nhân mình ý, khi mà chúng ta đã mua cái gì để làm món quà để mà tặng cho người khác thì nên ưu tiên mua mới hơn. Thì tất nhiên có thể bạn có quan điểm khác mình, nhưng với mình thì quan điểm như nào là mình cũng chia sẻ thẳng thắn là như vậy, thì nên ưu tiên mua hàng mới. Thì với 20 triệu nếu mà mua hàng mới thì sẽ là iPhone 15 mà vẫn thừa tiền, hoặc bạn có thể mua iPhone 15 bộ nhớ trong cao cỡ tầm 256GB chẳng hạn. Đấy, cao hơn 20 triệu một chút cũng được, không vấn đề gì, để cho vợ dùng cho thoải mái. Và đặc biệt là iPhone 15 ấy, thì nó cũng có cái phiên bản màu hồng để mà vợ có thể sử dụng được. Nhưng nhá, nếu như mà bạn có khéo chọn, bạn mua được iPhone 16 thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, nhưng ví dụ như iPhone 16 bây giờ tại Cellnet thì cũng tầm khoảng trên dưới 22 triệu rồi, thì bạn thử xem bạn có cố lên được hay không. Nhưng lúc đầu thì mình nghĩ là không thể chờ được đấy, bởi vì sao, xin lỗi, bởi vì là đây là sinh nhật rồi, sinh nhật chờ qua là giờ hơi đấy, nên là đại loại là bây giờ chúng ta sẽ cố thêm khoảng vài triệu nữa để mua iPhone 16 cho vợ là hợp lý nhất. Đấy là khuyên thật lòng.
thêm tí đi. Đấy, để mua, bình thường lại mình ít khi khuyên anh em là thêm lắm. Còn nếu mà đã tiết kiệm hẳn, mua iPhone 15 được. Còn nếu không thì mua iPhone 16 cho vợ. Thì mình nghĩ là nó sẽ là một món quà sinh nhật rất là ý nghĩa. Đặc biệt nữa là bạn mua màu hồng, là iPhone 16 màu hồng nữa thì chắc chắn là vợ sẽ thích thôi rồi luôn. Đấy, thì cá nhân mình nghĩ là như thế. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn comment đấy là ông này là nhà thông thái của bác Google. Đấy, bạn ấy biết là còn, bạn còn chơi chữ với mình. Google, mọi thứ đều tìm hiểu bác Google rồi đúc kết để mà lên clip. Rất thú vị. Rồi, thế thì đầu tiên nhé, để mà trả lời các câu hỏi này của bạn ấy. Đây thì mình có cái này này, để cho bạn xem luôn. Đây là một máy tính để mà mình đặt câu hỏi thôi. Và chắc chắn là trong này là không có câu trả lời. Đấy là nói luôn. Và mình cũng không có tội, không có mất thời gian để mà đi viết câu trả lời để làm cái gì. Có cái gì thì nói như vậy. Các bạn sẽ nhìn nhé, nếu mà trả lời theo kiểu là nói chuyện như này thì nói nó sẽ rất ít khi bị vấp. Còn nếu mà bạn soạn theo kịch bản, bạn nói đúng theo kịch bản các thứ ấy, mà bạn đã viết ra rồi thì rất hay bị vấp. Những bạn nào mà làm MC các bạn sẽ biết được cái điều đấy. Thế thì vấn đề ở đây là chắc là mình nghĩ là bạn đang nói đến các cái video ngắn của mình đúng không ạ? Các video ngắn ấy thì mình hay làm về các cái kiến thức, những cái sự thật thú vị này, những cái kiến thức về địa lý, lịch sử trong vòng khoảng 60 giây để cho các bạn có thể nhớ một cách dễ dàng hơn. Và các bạn chú ý nhé, với những cái video về short bây giờ trên YouTube của mình ấy, thì mình có gắn những cái cuốn sách mà mình đã đọc, mình đọc ở cuốn sách nào. Mình là người rất thích đọc sách. Còn cái việc là sử dụng Google có, chả có ai là không sử dụng cả. Và chỉ có thằng dở hơi mới bảo thủ mới không đi sử dụng thôi. Nhưng vấn đề đây là gì? Đấy là mình biết sử dụng Google để mà làm ra content, để mà kiếm tiền. Còn bạn thì đang biết sử dụng bàn phím để mà bạn gõ. Đấy là hai sự khác nhau đấy bạn ạ. Bạn hình dung được không ạ? Đấy. Còn tất nhiên mình rất mong muốn bạn hãy dùng Google ví dụ như giống mình đi. Bạn làm được giống mình, bạn làm được những cái đó, bạn truyền tải kiến thức được đến cho mọi người thì mình rất hoan nghênh luôn. Và thậm chí là mình sắp kênh của bạn luôn. Không chỉ là mình đâu, mình còn kêu gọi tất cả anh em ở bên trong văn phòng của mình sắp kênh của bạn luôn. Cái này là mình hứa. Đấy, nếu như bạn làm được cái điều đó. Đấy. Chứ nhiều người mình biết là chỉ có biết là mõm thôi chứ. Nghĩa là chỉ biết là à thấy người khác người ta làm được như này, nhưng mình không thể làm được và mình cảm thấy ghen ghét với người ta. Còn tất nhiên, nếu mà mình không làm video ấy, thì bạn cũng không có dở hơi mà tự nhiên đi search cái kiến thức này cả. Đúng không ạ? Tiếp tục nữa nào. Nếu bây giờ thầy cô giáo mà dạy bài cho, dạy học cho bạn đi, thầy cô giáo cũng sẽ phải dựa vào kiến thức của thầy cô này, thầy cô cũng phải tìm hiểu ở sách vở, thầy cô cũng phải tìm hiểu ở Google này. Bạn học làm cái gì? Bạn đi ra ngoài cái kia, bạn bảo là tôi không cần phải thầy cô dạy cho tôi làm cái gì cả, tôi cần ông Google là được rồi. Cái kiến thức gì mà tôi không biết là tôi search Google, tôi cần gì thầy phải dạy? Đúng không ạ? Và cuối cùng chúng ta trở thành người mất dạy. Đúng không ạ? Đấy. Thì mình không biết là mình nói thế có đúng hay không. Đấy, bạn hãy để lại comment cho mình biết. Đại loại là như thế này, khi nào mà bạn làm được như mình thì đã, bạn nói thì mình sẽ rất nể bạn. Đấy, còn khi mà bạn không làm được mà bạn nói thì mình chỉ nghĩ là chắc là nói vớ vẩn. Đấy, hay là chắc cũng chỉ là chém gió. Đấy, kiểu như thế. Rồi, và không phải ngẫu nhiên mà mình ngồi ở đây mà làm các video tư vấn về điện thoại, rất nhiều người xem, hay làm các video ngắn cả triệu người xem. Và không phải ngẫu nhiên mình có 2,4 triệu người đăng ký ở trên YouTube cũng như là trên TikTok đâu. Đấy, đấy là mình nghĩ là như vậy. Và cái số lượng người đăng ký ở trên YouTube và TikTok của mình nhé, các bạn sẽ để ý, nó rất là ngang nhau luôn nhé. Nghĩa là trên hai nền tảng rất là ngang nhau. Đấy, chứ không phải là tự nhiên YouTube thì có một lượng sắp cao vống lên, xong rồi TikTok thì thấp hẳn xuống, hoặc ngược lại. Nhưng mình có một cái sự ngang nhau như thế. Đấy, thì mình nghĩ là những khán giả mà người ta xem mình thì cũng đã định hình được rồi. Đó, rất là cảm ơn bạn với comment như này. Và hy vọng là bạn biết sử dụng Google một cách thông minh và biết sử dụng bàn phím một cách thông minh. Được chưa ạ? Rồi, hiện tại là mình thấy là chưa có cái điều đó. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Có bạn hỏi là anh Dương ơi, anh có thể làm bài phân loại các dòng iPad được không? Dối quá, em không hiểu ạ. Thế thì có bạn thì comment đấy là Gen thì là rẻ nhất này, E thì là tầm trung, Pro thì là cao, hết. Thế thì có bạn thì bảo là iPad cơ bản là có dòng thường và dòng Pro này, sau đó nhu cầu thì để thêm dòng mini này, do dòng thường bị bóp lại còn 8 inch dòng E và dòng E từ dòng Pro cắt giảm màn hình. Rồi, rất thú vị. Ngày xưa cái thời mà mình mua iPad E2 nhé, cả nhé, hồi đấy là nó cũng sẽ có iPad mini đầu. Hồi đấy là nó chỉ có 3 dòng thôi, là dòng iPad E2 của mình này, dòng mini đầu tiên này, và cái dòng cao hơn nữa là dòng Pro. Hồi đấy vẫn có iPad Pro. Nhưng mà cái form thiết kế của cái dòng Pro với cả
cái dòng E của mình hồi đấy nó khá là giống nhau. Thế xong sau này nhá, thì là bắt đầu từ iPad, mình nhớ không lầm từ iPad 2017 giờ thì phải, là Apple là đã đổi, nghĩa là đại loại chúng ta sẽ gọi là iPad Gen rồi. Đấy, thì cái iPad Gen này là nó thay thế cho cái iPad E đời đầu của mình ý. Đấy, cái iPad E mình dùng là E2. Đầu tiên là iPad E này, xong đến E2 này, xong bắt đầu đến các cái dòng iPad Gen khác, 2017, 2018 thì chúng ta gọi là iPad Gen các thứ rồi. Đấy. Và sau này thì cái dòng iPad E nó lại là một cái loại khác, nó còn là cao cấp hơn cả cái dòng iPad Gen bây giờ. Nghĩa là hồi đấy là chưa có cái dòng nào nằm giữa cái dòng Gen với cả cái dòng Pro cả, mà cái dòng E nó là cái dòng được đổi tên sau này thành dòng Gen ấy, nhưng mà sau này nó mới có một cái dòng E mới. Các bạn hình dung được không ạ? Nghĩa là đại loại bây giờ nó sẽ có 4 dòng, các bạn cứ tưởng tượng như này, sẽ có 4 dòng nhá. Dòng mini là sẽ dành cho những ai mà thích cái màn hình giò nhỏ này, và thường thì dòng mini cũng có cấu hình khá cao đấy. iPad mini 6 cũng có cấu hình cao đấy. Tiếp tục nữa là bây giờ là dòng Gen bây giờ là sẽ có iPad Gen 10 rồi, nó thay đổi hoàn toàn thiết kế so với iPad Gen 9 rồi. Xong bắt đầu đến dòng E là sẽ là dòng cao hơn, và cao nhất thì sẽ là dòng Pro. Dòng Pro chúng ta sẽ có rất nhiều thứ nhá, sẽ có màn hình tần số quét cao hơn, sẽ có nhận diện khuôn mặt các kiểu cái thứ nữa. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu tài chính của chúng ta như nào thì chúng ta sẽ lựa chọn cái sản phẩm đó thôi. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Có bạn hỏi là: anh Trang hỏi qua Tết âm lịch thì nên mua con nào dùng lâu dài, Xiaomi 14 Pro với cả iPhone 14 Pro Max cũ, em sử dụng các tác vụ bình thường, có chơi game nhẹ, cảm ơn anh. Rồi, thế thì cá nhân mình thấy này, Xiaomi 14 Pro nó sẽ có những điểm gì hơn so với cả iPhone 14 Pro? Chúng ta sẽ được một cái sản phẩm hàng mới tinh này, chúng ta sẽ được một cái sản phẩm mà nó có màn hình, độ chi tiết nó sẽ cao hơn này, độ sáng cái thứ tốt hơn này, rồi là một cái bộ nhớ trong tối thiểu nó đã là 256GB rồi này. Đấy là còn chưa kể là Việt Nam là bán bản 512GB đấy nhé. Rồi cái sạc siêu siêu nhanh 120W này. Còn chúng ta sẽ lựa chọn 14 Pro Max khi nào? Khi chúng ta cần cái thương hiệu, chúng ta cần cái camera nó phải quay ngon, chúng ta cần một cái thời lượng pin được tối ưu, tốt hơn. Đấy, nhưng mình nghĩ là cái quan trọng nhất, lăn tăn nhất giữa hai con này là nó liên quan đến vấn đề về thương hiệu thôi bạn ạ. Nhưng nói thật luôn là nếu mà không quá quan trọng vấn đề thương hiệu nhá, thì về giá trị sử dụng thực tế thì mình thấy là Xiaomi 14 Pro đang có một số điểm là nhỉnh hơn đấy. Nhưng mà nếu mà bạn muốn ưu tiên về vấn đề thương hiệu, bạn muốn có một cái sản phẩm mà chấp nhận được rằng là cái mức giá hàng cũ nó vẫn đang tương đối cao, cũng như là cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó mới chỉ là 128GB thôi, thì lựa chọn 14 Pro Max. 14 Pro Max thì mình thấy là rất ok, nhưng mỗi tội là bây giờ mình không hiểu tại sao riêng con 14 Pro Max này nhé, cái giá hàng cũ nó rất giữ giá luôn, giá nó vẫn khá cao, nên là mình sẽ không ưu tiên mua 14 Pro Max, nó là như vậy. Đấy, còn Xiaomi 14 Pro thì mình sẽ mua, nhưng mà mình sẽ ưu tiên mua hàng xách tay cho nó rẻ, được chưa? Rồi. Và như vậy là câu hỏi vừa rồi là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.